thân em như tấm lụa đào, giá tiền trăm triệu đố chàng nào mua, tấm thân của con nai mà chúng ta đang thấy cũng trị giá gần trăm triệu đấy. Nhưng anh ba trà cú lại thành công tậu được em nó về, muốn biết quy trình đó diễn ra thế nào và có thực sự khó khăn như lời Giang Cư Mận vẫn truyền tay nhau, hãy tiếp tục theo dõi hết video để mèo ú giải đáp cho nhé. Nhưng trước tiên mèo muốn làm một việc quan trọng hơn là trả lời comment của một số bạn ở video trước. Đầu tiên bạn Vinh Nhạc bình luận, anh ba có tuyển thêm thành viên cho team không chị? Cái này chị cũng không rõ em ơi, để cho chắc cú nhất thì em cứ thả nhẹ cái CV dưới phần bình luận cho anh ba chủ động xem xét nha. Nếu đủ yêu cầu anh sẽ không bỏ lỡ nhân tài đâu nè. Tiếp theo bạn Tấn Phát bình luận, chị ơi, cho em lên TV đi, em chưa được lên bao giờ, thế thì bây giờ điều ước của em đã thành hiện thực rồi nha. Cứ yên tâm là chị mèo ú không bao giờ để các bạn khán giả của mình phải thiệt đâu. Bạn nào cũng muốn được trả lời bình luận trong những video tiếp theo thì đừng quên nhanh tay comment xuống dưới nhé. Tình cảm của các bạn là động lực to lớn giúp mèo làm ra nhiều video hay và chất lượng hơn nữa. Quay lại với nội dung chính, lúc này anh ba đang có mặt tại nhà của một người hảo anh em. Các cụ ngày xưa có câu, khách tới nhà không trà cũng bánh, vậy nên không mất quá nhiều thời gian. Anh ba được chiêu đãi rất nhiều món ăn ngon, đa số đều là các đặc sản địa phương do anh bạn tự tay chuẩn bị từ trước. Khi đã cơm no rượu say, anh ba yên tâm bước ra ngoài giao lưu với những người hâm mộ nhỏ tuổi của mình. Có vẻ công việc báo thủ mà anh đang làm ngày càng được nhiều người biết tới và yêu thích. Chưa cần biết cái kết cuối cùng sẽ ra sao, nhưng mèo đánh giá mọi chuyện hiện tại vẫn đang diễn ra khá suôn sẻ. Trước khi phải thực sự bắt tay vào công việc chính, anh ba đã cố gắng dành thời gian ăn cùng gia đình người bạn bữa cơm tạm biệt. Nếu lần này thành công trở về, họ sẽ còn ăn cùng nhau nhiều bữa cơm khác nữa. Nhưng nếu chẳng may thất bại, chắc anh ba sẽ quê là quê chúng mình quê nhiều và không dám gặp lại ai nữa. Thôi thì không để mọi người phải chờ đợi lâu hơn, con thuyền chở theo biết bao hoài bão của anh đã xuất phát. Rất nhanh chóng, cả đoàn đã chạm chân được đến nơi cần tới. Đó là một khoảng đất trống trải được bao phủ bởi màu xanh của cỏ. Sau vài phút đứng quan sát, anh ba trà cú cho biết địa điểm này không tiềm năng cho lắm, bởi đến cái dấu chân anh còn chẳng thấy thì nói gì đến chuyện săn bắt. Vừa dứt lời, anh điều khiển cho con thuyền di chuyển tới vị trí thiên thời địa lợi nhân hòa hơn. Cứ tưởng chúng ta sắp được chứng kiến màn chiến đấu đỉnh cao giữa các anh báo và những loài động vật độc lạ, nhưng không, đây vẫn chưa phải sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Đã mất công tới tận nơi khỉ ho cò gáy này, anh phải làm cho ra trò ra trống. Ở lần dừng chân kế tiếp, một anh trong đoàn đã giả tiếng nai sừng tấm gọi bạn tình để dụ dỗ mục tiêu xuất hiện. U là trời, mèo vừa lỡ tiết lộ danh tính của nhân vật mà anh ba trà cú đang tìm kiếm mất rồi. Cứ định là sẽ giữ bí mật tới cuối cơ, nhưng thôi đã lỡ phóng lao thì phải theo lao chứ biết sao giờ. Có thể các bạn đã biết hoặc chưa, nhưng nai sừng tấm là loài vật khá quý hiếm. Chúng thuộc họ nhà hươu và là thành viên có kích thước lớn nhất. Đặc điểm nhận biết của bọn này là cặp gạc siêu to khổng lồ trên đầu con đực. Nai sừng tấm thường được tìm thấy ở vùng khí hậu lạnh phía Bắc Bắc Mỹ và khắp Âu Á. Mặc dù chưa bị liệt vào danh sách những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, nhưng chúng vẫn phải đối mặt với mối đe dọa từ con người và khủng hoảng khí hậu. Và vừa rồi là xương xương vài thông tin về loài nai sừng tấm mà anh ba trà cú muốn chia sẻ với mọi người. Còn bây giờ, quay trở lại thực tại. Một con nai sừng tấm với đôi gạc trà bá lửa đã trở thành chiến lợi phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay. Có được em nó mà anh ba thấy vui như mẹ đi chợ về. Đây vừa là thành quả mà cũng là động lực để anh và những người bạn cố gắng nhiều hơn nữa. Nhân tiện đang có mẫu thực tế trước mặt, anh ba lại nổi hứng muốn liệt kê một vài sự thật liên quan đến cặp gạc độc lạ của loài nai sừng tấm. Đảm bảo sau khi nghe, sẽ có nhiều thông tin khiến các bạn ngỡ ngàng bật ngửa luôn đấy. Đầu tiên, những chiếc gạc của nai sừng tấm có thể nặng tới 30kg. Mỗi cặp gạc như thế sẽ có một lớp nhung thô bao phủ bên ngoài. Lớp nhung này chứa nguồn cung cấp máu giúp gạc phát triển trong suốt cả năm. Gần cuối năm khi nhung bắt đầu khô, nai sừng tấm đực sẽ cọ gạc của chúng vào cây và các vật cứng khác để cào lớp nhung ấy đi. Thông thường, nai đực sẽ bắt đầu mọc gạc từ đầu xuân đến cuối thu. Sau đó, gạc sẽ rụng vào mùa đông và mọc lại vào năm sau với kích thước lớn hơn. Đôi gạc này thường được nai sử dụng trong quá trình giao phối hoặc để phòng thủ khỏi những kẻ săn mồi đáng sợ. Thật không ngờ chỉ một cặp gạc thôi mà lại có nhiều thông tin liên quan tới vậy. Cá nhân mèo thì cũng chưa được gặp loài nai sừng tấm trực tiếp bao giờ, nhưng hôm nay nghe anh ba trà cú giới thiệu tự nhiên lại thấy hứng thú vô cùng. Chắc hôm nào mèo sẽ thu xếp thời gian rồi xin anh ba cho nhập hội đi cùng xem sao. Tuy nhiên, đó là chuyện của tương lai. Còn thực tại, chúng ta sẽ tạm thời đồng hành với anh ba thông qua màn hình mà thôi. Thời gian trôi nhanh hơn chó chạy ngoài đồng. Thoáng cái đã tới ngày thứ hai anh ba trà cú cùng đồng đội lên đường đi săn bắt. Di chuyển thêm một lúc nữa thì đoàn của anh bắt gặp hai con nai sừng vừa tắm xong lên bờ. Cứ tưởng là đôi chim cu,
Ai ngờ chúng đều không có gạc nên là chị em các bạn ạ. Nếu là ngày hôm qua thì hai em xác định với anh rồi. Nhưng hôm nay mục tiêu của anh ba đã chuyển hướng sang những con cá độc lạ Bình Dương nên chị em nhà Nai mới may mắn trốn thoát. Nhân tiện nhắc đến cá, đa số những con mà anh ba bắt được lần này đều là cá hồi nước ngọt. Nghe Giang Cư Mận truyền tai nhau là thịt bọn này vừa ngon lại còn giàu dinh dưỡng. Vậy nên không thể chờ lâu hơn nữa. Anh ba muốn được thẩm định ngay và luôn, sau khi đã lựa chọn được vị trí hợp lý. Các anh tiến hành xẻ thịt và nướng cá ăn cho nóng. Vua chúa ngày xưa chắc cũng chỉ thế này là cùng, cứ tưởng căng ra bụng là sẽ trùng ra mắt nhưng không. Càng ăn no các anh càng cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy năng lượng. Cứ như thế họ cùng nhau tiếp tục lên đường. Thành quả mà đoàn của anh ba xứng đáng nhận được là thêm vài con cá khác cũng ngon lành chẳng kém. Cảm thấy ngần ấy là đủ rồi. Các anh đã cùng nhau quay trở lại vị trí tập kết. Một anh khéo tay hay làm nhất đoàn được giao cho nhiệm vụ sơ chế cá. Trong khi đó anh ba và một hảo anh em khác sẽ xử lý chỗ thịt nai sừng tấm vẫn còn đang được bảo quản từ hôm qua. Dĩ nhiên, đôi gạc vĩ đại của em nó cũng là thứ không thể bỏ qua. Công việc vừa hoàn thành thì cũng kịp đến giờ ăn tối. Ở đây một thời gian, đồng hồ sinh học của anh ba Trà Cú đã dần làm quen nên giấc ngủ tới với anh một cách dễ dàng. Mở mắt ra đã là ngày thứ 3 của chuyến hành trình kỳ thú. Ngày hôm nay, các anh báo thủ sẽ đem tới cho chúng ta những trải nghiệm nào đây? Hãy tiếp tục đồng hành cùng Mèo Ú tới cuối video nhé! Chỉ thấy từng bộ phận của con nai sừng tấm vừa được các anh sắp xếp gọn gàng vào các thùng nhựa. Chờ đợi đoàn của anh ba là một chiếc trực thăng tư nhân. Thì ra anh đã bỏ tiền ra thuê trực thăng chờ thẳng con nai sừng tấm về nhà. Nhân tiện anh cũng gửi kèm ít đặc sản địa phương về theo. Chưa biết anh ba sẽ bán lại con nai đó với giá bao nhiêu. Nhưng Mèo dám khẳng định đó không phải là con số nhỏ đâu. Trong suốt quãng đường trở về địa điểm tập kết, anh thao thao bất tuyệt nói về kế hoạch chi tiêu sau khi có được số tiền hậu hĩnh. Còn đang mải tâm sự anh bỗng bắt gặp một đôi vợ chồng trẻ cùng hai đứa con. Họ cho biết mình là người dân bản địa sinh sống tại khu vực này. Trước đó đã nghe danh anh ba Trà Cú nhiều rồi mà hôm nay mới được gặp trực tiếp nên muốn giao lưu một chút. Nghe thấy danh tiếng của mình được nhiều người biết tới mà anh tự hào khôn xiết. Ông bà bô ở nhà mà biết tin này chắc sẽ nở may nở mặt lắm cho mà xem. Trong niềm hân hoan hồ hởi, anh quyết định lùi thời gian bắt đầu công việc hôm nay xuống muộn hơn chút. Thay vào đó, anh ba và những người bạn sẽ cùng nhau đi dạo quanh cũng như tham quan địa điểm mà họ gần như bỏ quên không ngó ngàng tới. Đi rồi mới biết nơi này không chỉ có cảnh đẹp mà những con người ở đây cũng thân thiện và dễ gần. Đáng yêu nhất có lẽ phải kể tới những người hâm mộ nhỏ tuổi mà anh ba vô tình có cơ hội giao lưu. Thật không ngờ đa số chúng đều chia sẻ rằng bản thân rất yêu thích và nể phục công việc mà anh ba đang làm. Nếu có cơ hội, các bé mong anh có thể ghé thăm trường và chia sẻ nhiều hơn. Sau những gì vừa trải qua, Mèo xin khẳng định độ nổi tiếng của anh ba Trà Cú tại địa phương này không phải dạng vừa đâu. Nó cũng phải sánh ngang với vị tinh tú nào đó trên bầu trời ấy chứ. Nhưng vị tinh tú này khi đói thì vẫn phải ăn. Và cứ như thế, ngày hôm đó trôi qua như một giấc mơ mà anh ba cứ muốn đắm chìm mãi trong đó. Quay trở về với thực tế khắc nghiệt, chuyến hành trình đang dang dở của anh vẫn sẽ tiếp tục. Lần này thay vì tạt té xung quanh, các anh bảo nhau tiến thẳng tới vị trí đã được chọn từ trước. Đúng là chuyên gia vào việc nên cái gì cũng nhanh gọn lẹ. Chứ để mấy tấm chiếu chưa trải như Mèo đi làm chắc hết mùa chuối vẫn chưa xong luôn quá. Tranh thủ trong thời gian tìm kiếm mục tiêu, các anh báo lại cùng nhau ném đi những mũi tên định vị. Các bạn phải hiểu rằng, công việc này đòi hỏi mọi người lênh đênh trên sông nước cả ngày dài. Vậy nên việc mất phương hướng đôi khi vẫn xảy ra là không thể tránh khỏi. Những lúc như thế, anh ba chỉ cần dùng máy định vị dò theo các mũi tên đã phóng ra từ trước là sẽ về được điểm tập kết chung. Như vậy vừa an toàn mà lại tiết kiệm khá thời gian cho cả đoàn. Quay lại với ngày hôm nay, có vẻ sáng các anh bước nhầm chân trái xuống giường hay sao mà mãi chưa thấy mục tiêu nào xuất hiện. Thiết nghĩ trời đánh cũng tránh miếng ăn, vừa kịp tới giờ ăn trưa nên họ rủ nhau đem vài con cá khô ra nhâm nhi. Đây cũng chính là những con cá do các anh tự tay bắt lên ngày hôm qua. Đúng là cái gì mình làm ra ăn cũng thấy nó ngon hơn hẳn. Vừa kết thúc bữa ăn, đang định đi lượn lờ thêm vài vòng nữa thì anh ba bắt gặp gia đình một người đồng nghiệp. Tình cờ là anh này cũng vừa thành công thu phục được một con nai sừng tấm với cặp gạc hết sảy con 37. Chẳng mấy khi hữu duyên thế này nên hai đoàn giao lưu với nhau rất vui vẻ. Thậm chí cậu bé con trai của anh đồng nghiệp còn mời các thành viên trong đoàn anh ba ăn thử loại kem do tự tay cậu làm ra. Không nằm ngoài dự án là ai cũng khen nấy khen để. Thậm chí có người còn xin công thức để về làm theo mới hay chứ. Bản thân anh ba Trà Cú thì luôn cho rằng mình đã từng ăn qua rất nhiều mỹ vị nhân gian rồi. Nhưng vẫn phải công nhận món kem hôm nay ấn tượng thật. Tuy nhiên cuộc vui nào cũng tới lúc tàn. Giao lưu sương sương thì hai đoàn lại phải tách ra ai làm việc người nấy. Đối với anh ba Trà Cú, chuyến đi lần này đã tương đối trọn vẹn. Tua ngược thời gian nhắc lại một chút. Ngày đầu tiên anh và những người đồng đội đã thu phục được một con nai sừng tấm đực với đôi gạc siêu to khổng lồ. Ngày thứ hai thì họ cùng nhau bắt cá và nướng ăn tại chỗ. Ngày tiếp theo chủ yếu các anh đi dạo xung quanh thị trấn và giao lưu với những người hâm mộ. Ngày cuối cùng thì anh có cơ hội gặp gỡ một gia đình thợ săn cực nhiệt tình và hiếu khách.
giá mà chuyến đi nào của anh ba Trà Cú cũng như này thì quá hoàn hảo. Chỉ sợ mất công bỏ nhà bỏ cửa đi nghịch ngu mà cái kết lại bế tắc thì anh không chỉ hết hy vọng, nó sẽ trở thành tuyệt vọng luôn. Tiếp theo là chiếu tới quá trình anh ba đem chiến lợi phẩm của mình trở về với dáng vẻ oai dũng. Anh cứ vừa đi vừa nét mặt nhìn đời, ai không biết lại tưởng anh có tật gì ở cổ ấy chứ. Ngoài ra, trước khi phải chính thức nói lời chia tay, anh ba đã kịp nghe theo lời đề xuất của người hảo anh em để ghé qua chỗ một chuyên gia. Anh này chuyên về các loại sừng động vật, nói chung là đi một ngày đàng, giờ mỏi cả chân, học một sàng khôn. Sau chuyến này, anh ba như được mở mang tầm mắt và thấy một chân trời tri thức mới. Thế nhưng, cuộc vui nào cũng tới lúc tàn, anh nhanh chóng thu xếp đồ đạc để kịp đón chuyến bay cuối cùng trở về với gia đình thân yêu. Dĩ nhiên ngay buổi tối hôm đó, đại gia đình anh ba Trà Cú được chiêu đãi một bàn tiệc thịnh soạn với nguyên liệu chính là thịt nai. Nói thật là mèo không được ăn thử nên cũng chẳng biết hương vị nó ra sao. Chỉ thấy anh ba và mọi người cứ gật đầu tấm tắc khen ngon. Không nhận được đồng quảng cáo nào mà ai cũng tâm đắc thế này thì chắc là ngon thật nhỉ. Còn tới đây, có lẽ anh ba Trà Cú sẽ phải nói lời tạm biệt khán giả của kênh Mèo Ú Review rồi. Còn tới đây, có lẽ anh sẽ phải nói lời tạm biệt để trở về cùng gia đình thân yêu rồi. Nếu các bạn xem xong video và có ý định xin gia nhập đoàn của anh ba Trà Cú thì đừng ngần ngại chia sẻ dưới phần bình luận nha. Có gì chúng mình rủ nhau nộp CV chung cho vui. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.